Xin kính chào các quý vị và các bạn. Như chúng ta biết là trong cái đột quỵ não hay là tai biến mạch máu não thì người ta nhận thấy rằng là những cái tai biến mạch máu não do cái nhồi máu não nó chiếm đến 80%, và đây nó chính là cái tình trạng các cục máu đông nó đã di chuyển ở trong lòng mạch, và nó có thể là nó khi đến các cái mạch máu nhỏ, trong đó các cái mao mạch não, thì nó sẽ bị chặn lại, và chính vì vậy mà nó sẽ làm cho cái máu không được tiếp tục đi nuôi dưỡng các cái vùng não ở phía dưới, và chính vì vậy mà cái não của chúng ta nó đã bị thiếu máu. Và chúng ta biết là não là một bộ phận rất quan trọng trong cơ thể, mặc dù chiếm một khối lượng rất nhỏ nhưng nó lại cần rất nhiều các cái oxy, các cái dưỡng chất. Qua các nghiên cứu đã cho thấy rằng chỉ cần là thiếu máu cung cấp cho não tầm khoảng một giây thôi thì đã có khoảng 2 triệu tế bào não đã bị chết và không phục hồi. Như vậy chúng ta thấy được cái vai trò của cái việc dinh dưỡng đối với tế bào não. Và khi mà các cái đột quỵ não xảy ra thì chúng ta thấy là người bệnh có thể có những các cái triệu chứng như là các cái liệt các cái dây thần kinh sọ não này, rồi là liệt nửa người, cũng như là có thể là ảnh hưởng đến các cái trí nhớ của chúng ta và có thể dẫn đến hôn mê, và nguy hiểm nữa là có thể là ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh. Vâng, thế và với những các cái triệu chứng như là đau đầu này, chóng mặt này, mất thăng bằng, cũng như là những cái nói ngọng, liệt mặt và liệt nửa người. Vâng, thế và chúng ta biết được là khi mà đối với trong cái điều trị của cái tai biến mạch máu não thì đây là một cái quá trình rất là phức tạp, vì là cái tiến triển của cái tai biến mạch máu não nó rất là nhanh, rất là phức tạp, và đặc biệt là những cái chi phí này cũng rất là cao. Những các cái thuốc điều trị nội khoa về tai biến mạch máu não cũng như là các cái phương pháp phẫu thuật nó đã mang lại rất nhiều những các cái tốn kém. Chưa kể như vậy thì chúng ta thấy đối với những bệnh nhân tai biến mạch máu não, nếu mà thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng thì người bệnh sẽ phải chịu một cái di chứng rất nặng nề. Theo thống kê có đến 90% các cái trường hợp bệnh nhân bị tai biến mạch máu não sống sót sẽ để lại những cái di chứng và ảnh hưởng có thể dẫn đến tàn phế. Nên là chính vì vậy mà cái việc mà chúng ta phải phòng ngừa những cái tai biến mạch máu não, phòng ngừa những cái các yếu tố nguy cơ như là cái xơ vỡ động mạch, đây là một cái vấn đề tiên quyết để giúp cho chúng ta có thể tránh được những các cái đối diện những các cái bệnh tật mà ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của chúng ta. Để giảm thiểu tình trạng này thì bên cạnh những cái việc như là kiểm soát tốt các cái bệnh lý nền như là các cái tăng huyết áp này, đái tháo đường này, rối loạn mỡ máu này, vân vân, thì chúng ta cũng phải có một cái lối sống khoa học, như là chúng ta tránh những căng thẳng stress này, ăn ngủ nghỉ sinh hoạt điều độ, tránh thức đêm, và đặc biệt nữa là cái chế độ ăn uống thì chúng ta cũng nên ăn cân đối các thành phần, tránh những cái tình trạng như là ăn quá nhiều các cái chất đạm thịt đỏ này, quá nhiều các cái chất mỡ từ động vật, cũng như là những cái thức ăn nhanh, không lạm dụng rượu bia cà phê và không hút thuốc lá, và chúng ta nên có một cái chế độ vận động tập thể dục, vì chúng ta biết khi vận động tập thể dục nó sẽ giúp cho chúng ta làm đàn hồi cái thành mạch được tốt hơn, phòng ngừa được cái tình trạng xơ vỡ động mạch cũng như là các cái rối loạn mỡ máu. Vâng, thế và chúng ta cũng nên kết hợp thêm những các cái sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, trong đó có tác dụng hỗ trợ trong việc điều trị những cái tai biến mạch máu não cũng như là phòng ngừa những cái tai biến mạch máu não ở trên những người có các yếu tố nguy cơ cao. Vâng, và hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều các cái sản phẩm để hỗ trợ trong việc điều trị các tai biến mạch máu não cũng như phòng ngừa. Và trong đó tôi đánh giá cao một cái sản phẩm, đó là sản phẩm viên nang mềm tinh dầu thông đỏ sâm ngọc linh Green Health. Vâng, và đây là trên tay tôi, đây chính là cái sản phẩm. Vâng, đối với cái sản phẩm này thì nó có những các cái thành phần hoàn toàn 100% từ các cái thảo dược thiên nhiên, trong đó như là sâm ngọc linh này, tinh dầu thông đỏ. Vâng, thế và chúng ta biết được là sâm ngọc linh là một trong những cái vị thuốc của y học cổ truyền. Đây cũng là một cái vị thuốc được gọi là quốc bảo của Việt Nam. Đối với sâm ngọc linh thì nó có rất nhiều các cái hoạt chất saponin cao gấp nhiều lần so với các cái sâm Hàn Quốc hay là sâm Triều Tiên. Vâng, thế và qua những các cái nghiên cứu đã cho thấy rằng là và với những thành phần trong sâm ngọc linh rất đa dạng về các cái hoạt chất saponin này, rồi các vitamin, các khoáng chất, thì sâm ngọc linh đã cũng có tác dụng hỗ trợ rất tốt trong các cái bệnh lý về tim mạch, và cụ thể là nó có tác dụng bảo vệ những cái hoạt động cũng như là cấu trúc của hệ tim mạch. Thứ hai là nó cũng sẽ có tác dụng hỗ trợ trong việc ổn định cái huyết áp của chúng ta, cũng như là ngăn ngừa, hỗ trợ trong việc ngăn ngừa các cái tình trạng xơ vỡ động mạch này, rồi là những cái điều hòa các cái nhịp tim.
Và sâm ngọc linh nó cũng có cái tác dụng hỗ trợ rất tốt trong việc cải thiện các cái tình trạng rối loạn mỡ máu. Và đến một thành phần thứ hai đó là tinh dầu thông đỏ. Và chúng ta biết tinh dầu thông đỏ được nhập từ Hàn Quốc, và tinh dầu thông đỏ cũng là một trong những cái loại thảo dược được sử dụng rất lâu ở Hàn Quốc, và đây cũng là một cái những cái bí quyết về thông mạch của người Hàn Quốc. Vâng, thế và qua các công trình nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng là trong tinh dầu thông đỏ nó có một cái loại enzyme AMPK, hay còn gọi là adenosine monophosphate protein kinase. Vâng, đối với những cái enzyme này nó có cái tác dụng là hỗ